Vâng, Yamato của game thủ màu năm chắc có lẽ là vẫn là Kaze thôi. Đây là Persian của game thủ màu 6. Màu 6 chắc là tài còi. Vâng, và Mark của game thủ màu 7. Như vậy là đổi màu, màu 7 là người cầm tay coi, màu 6 là Như Quỳnh. Vâng, và màu 5 là anh Park. Vâng, và màu màu 5, màu 5 là team Park. Cái bãi quả gồm 6 cây của Per. Bực game thủ Như Quỳnh. Những bức giò đầu tiên có những cây gỗ cũng tương đối gần với nhà chính của anh. Ổn. Vâng, bãi vàng thấy luôn, một nền đất xanh mượt và bằng phẳng. Đây thêm bãi quả nữa để cho Per. Chuẩn bị có voi. Như vậy là một voi. Vâng, bên phía đội bạn là có một Roman. Một Roman hai hit. Roman là của game thủ màu 3, tức là xi măng. Vâng, và màu 2 là Hitty. Màu 1 là Catanian. Vâng, và màu 4 là cầm Hitty. Như vậy là hai hit, một Kata và một Roman. À không, như vậy là màu 4 là cầm phô, như vậy là không phải là hai hit. Một hit, một phô, một Kata, một Roman. Quân bên phía đội bạn là khá đẹp, một chém tuyển, hai cung. Hai cung tuyển và một chém cùi Kata. Vâng, bên mình là có Persian và AC đầu cánh hơi tù. Vâng, Kaze đầu cánh hơi tù. Và Mark C ở trong cánh. Vâng, bầy hươu to. Và cuối cùng là Yamato. Như vậy là quân bên mình đang xấu hơn một chút. Liệu rằng có Mark C trong cái map này có gây nên chút đột biến hay không? Vâng, Mark C ở trong cánh thì cái khả năng đột biến là nó hơi thấp. Có lẽ là Mark C này, Mark C đánh chắc nhà thôi. Đầu cánh là P ở ngoài. À đâu, tôi xin lỗi, đầu cánh là AC ở ngoài. Vậy là Mark C này sẽ dâng L ra ngoài, không phải là bài đánh chắc nhà của Mark C. Rất nhiều động vật dành cho Mark C của game thủ Kaze. À tôi xin lỗi, Team Park. Vâng, cứ quen mồm thôi. Các anh đổi màu liên tục. Vâng, lúc thì màu 6, lúc thì màu 5. Vâng, Team Park anh lấy màu 5 trong trận đấu này. Và với lấy màu 5 mà tôi đang thấy đồ ăn của anh là rất lộc lá. Vâng, một bài ít nhất là 3 voi. Hươu đầu là dường như là hươu 6. Vâng, còn một con nữa. Quả phụ ít nhất 5 cây. Vâng, còn cái gì đẹp hơn? Nhưng mà tôi thấy anh đang có hiện tượng đóng thêm e. Tại sao không phải là một bài dâng L ra và chém cho AC của game thủ màu 8, game thủ Kaze đánh cung. Vâng, và nhiều khả năng cái bãi quả là 6 cây. Những nhà bè của game thủ, vâng, của game thủ Park là được đóng rất đẹp. Rất tiếc vẫn đang có một con hươu chết hơi xa. Rồi không sao, một bài 3 voi, hai con hươu chết xa. Cầu nốt về đi. Vẫn đang còn một hươu nữa đưa về với nhà chính của mình. Vâng, 25 dân của Mark C. Một nông dân ăn gỗ đang. À tôi xin lỗi, 25 dân của IA. Ô kìa, sao lại tưởng Mark C? Đưa nốt con hươu thứ 6 về với nhà chính của mình. Vâng, như vậy là khả năng cao là không dâng L. Tôi vẫn hy vọng một bài dâng L ra ngoài. AC có voi về nhà thì phải. 26 dân. Thêm một chiếc bẫy ăn gỗ ở đây. Có vẻ như gỗ là quá nhiều. Vâng, gỗ là quá nhiều. Một cái ốc đẹp dành cho game thủ Kaze để đánh cung. Vâng, rất đẹp và rất khủng. Đây là BB. Lực là siêu khỏe, còn nguyên bầy hươu nhưng khả năng cao là không ăn bầy hươu ấy đâu. Ăn xong bãi quả giật toàn bộ nông dân về cái ốc này. Persian, game thủ Như Quỳnh. Đây là BL. Kích đời như vậy là cũng ổn với Per 22 dân. Vâng, anh đánh 22 dân nhưng mà kích đời này là hơi lỗi. Có vẻ như chết dân. Bãi vàng được ăn tại trước bét đầu luôn. Vâng, 13x với 22 dân của Per.
bo một cái hốc nhỏ, bo một cái hốc rất nhỏ. Vâng, Persian phải ăn quả. Rất tiếc là không có động vật, không có hiêu voi. Một cái hốc đẹp. Và nếu mà đóng nhà e như vậy thì có là theo tôi thì vẫn cần một hai chiếc e ở trong nữa. Lo sợ coi lạc đà Persian sẽ sinh ra ở phía ngoài. Có một bầy hiêu. Và ai là người cùng cánh với game thủ Như Quỳnh đây? Nâng công. Như vậy là màu 7. Không, đấy là nông dân của Mark C đã ăn hoang bầy hiêu. Vâng, đẩy nông dân đi đâu vậy? Điên hoang à? Tài còi có vẻ như đang vừa nhắc cho Pơ một cái bầy hiêu hoặc một đôi voi. Lên đời Pơ cứ thủ 1P cho nó chắc. Vâng, như vậy là không có gì. Rất liều Pơ Gian không bánh xe mà điên hoang tung tăng ở giữa bản đồ. Một bầy hiêu, một bãi quả. AC đã chết một dân. Có lẽ là bị chọc một con giò vào. Vâng, chưa giật toàn bộ nông dân về sao anh? Giật về thôi. Đóng ghét ở đây à? Ông giật toàn bộ vào trong hốc này thôi. Vâng, tương đối liều. Thôi đóng ghét thì bò nhỏ vào luôn. Vâng, sẽ tắc dân một chút. Vâng, bánh xe đã được nâng. Một chiếc BS ăn gỗ là tinh tế đến từ game thủ màu 8, game thủ Kaze. Vâng, một cái hốc đẹp. Tốt, và bây giờ với cái hốc này liệu Kaze có cầm chủ lực được không? Vâng, 3 giờ có màu 2. KT6789 tức là truy mệnh. Bỏ qua nhà màu 2. Vâng, bãi quả của màu 3. Xi măng. Xi măng dường như là người cầm Roman. Vâng, thơm. Đấy, tôi biết ngay mà con lạc đà sinh ra phía trong. Chốt hai cái e nó vào. Vâng, bây giờ thì tất cả những đơn vị quân đã sinh ra phía ngoài. 2L bắt đều đến từ Pơ. Đang đứng một con lạc đà ở đây đứng thủ. Có những con chém của Roman lên đây. Bãi vàng của Roman bò rất nhanh. Tại sao không đóng thủ phủ? Vâng, như vậy thì... À, tôi xin lỗi, có một nhà phù thủy ở phía trên. Nhưng đấy là vẫn là phù công thôi chứ không phải là phù thủ. Vẫn hở, nhưng có lẽ là từ nhà Maxe vào kín rồi. Nông dân của Persian thì cần phải bao bế nhanh vào. Roman đã có bánh xe thì phải. Vâng, Roman đã có bánh xe và đây là hai nhà BL của Roman. Roman chuyển dần ra sọc đơn khi mà thấy Persian có phù thủy. Mất con ngựa giò. Vâng, có cần thiết xin con ngựa giò nữa hay không? Bước rồi, quên nâng công. Vâng, không nâng công, không nâng giáp kìa. Persian đánh chém kiểu gì vậy mà chả ai nhắc. Chim lợn đâu hết rồi. Chỗ này cái e siêu nhanh. Rất nhanh tay. Có đẩy phù thủy vào đây thủ không? Vâng, mất toàn bộ bãi hoang bởi ba con cung R của game thủ màu 2. Màu 2 có lẽ là cung của Samurian. Không, như vậy là cung của Hitty. Thảo nào bắn dân rất rát. Đây là màn hình máy của Yamato đầu cánh bên này. 36/52. Một cái timeline rất to. Vâng, timeline 3L vắt đều. Nhưng mà mới chỉ chém 2 thôi, chưa lên chém 4 được. Vâng, 3L vắt đều nâng chém 4 không? Vâng, lượng vàng là đang hơi ít, bãi vàng đang hở. Giật toàn bộ số lượng chém về để thủ nhà trong tình huống này. Lạc đà của game thủ màu 1, không biết là lạc đà có cái gì đây. Di chuyển không quá nhanh, dường như là lạc đà của Catanian. Cam quýt. Vẫn đang giữ dân và giữ quân khá khéo đến từ... Vâng, Yamato kích chém 4 đi. Vẫn không kích chém 4, vẫn đang bắt châu quân. Tăng ruộng lên. Hợp lý. Màn hình máy của Asian vẫn đang thủ tươi. Tham lai là 24 rồi, không nở tham to được. Mất cái bãi gỗ ở phía ngoài thì phải. Vâng, một cái hốc đẹp như vậy mà Kaze anh đang nở tham rất chậm. Đẩy theo tên cung R của game thủ màu 4. Vâng, màu 4 là... Có đúng là phô không nhỉ? Vâng, màu 4 là phô. Phô hit Roman Kata. Phonesia nó biết là nằm ở góc mấy giờ và không, tôi vẫn chưa thấy nhà nào đánh chém bên phía team Đại học Ngoại thương thấy được nhà game thủ màu 4 ở đâu. Đây là Mark C. 16-44, tôi đang cố gắng chém vào bãi vàng của Kata. Vâng, Kata không biết là có bánh xe chưa. Vâng, như vậy là Cam không. Cam Quýt rất tỉnh, chém xuyên được một chú nông dân. Vâng, Cam Quýt đã có bánh xe. Không có tay để với em tình huống vừa rồi. Bây giờ thì Mark C đã phải bung bãi gỗ rồi chạy rồi. Đấy, rồi như là những chú nông dân cuối cùng.
Tham Lai càng đánh càng đè. Vâng, bây giờ Tham Lai đang đè ít nhất tầm khoảng 48 và 52 cho team Đại học Kiến trúc. Bốn mươi tám năm sáu là Tham Lai của Yamato đến từ anh Team Park. Vâng, Team Park là có Tham Lai rất to và đang có ý định bắt tên cung R của Phô, rất đông cung R của Phô Nesian. Vâng, chém thì mới chỉ là chém hai thôi, tại sao lên chém bốn đi cho nó phu không được, tôi này giật ra lên chém bốn đi anh, ba L bắt đều rồi mà vẫn chạy cối chơi chém hai. Vâng, lại bắt không cho cung Phô ra khỏi cái hốc này, không cho cung Phô có thể rút ra khỏi một cái hốc mà có thể lừa bắt chọn được cung Phô. Vâng, tên này mà có chém 4 thì nó khác bọt hơn rất nhiều. Có lẽ là Kung Fu cũng chuẩn bị lên giáp 4 ngay rồi đây thôi. 3L đang bắt rất đều. AC Rian cần phải nở tham nhanh ra. 38 và 56 thôi, tham lại không quá to. Vâng, và hy vọng rằng những người cầm cung bên phía team Đại học Kiến trúc không nở quá nhanh. Màu 2 là người cầm Hitty, tôi vẫn thấy đang khỏe nguyên cơ. Màu 2 và màu 4 Fu không biết là có mất dân chưa. Có lẽ là Phô mới chỉ mất quân thôi chứ mất dân. Vâng, đây là những chú lạc đà của Persian. Bắt được một kích dân của Phô. Như vậy là Phô, nhà của Phô ngay cạnh với nhà của AC. Thảo nào mà Phonesian đẩy cung ra là rất gắt. Và Phonesian đã phải chạy dân ăn gỗ. Như vậy là dường như một trận thi đấu mà nhà của Phô thế nhà là xấu. Rất đông ngựa chém Yamato. Sao không lên công 4 nhỉ? Vàng là bây giờ lại rất nhiều rồi. Bây giờ cung hit kẹp với cung Phô. Vâng, rát lắm. Quá đông lạc đà của game thủ Capquid. Liệu tên này có bắt được không? Vâng, có ai nhắc cái ông thím Park này thì thím mới lên cái công 4 chứ không? Trời, lạc đà của Catanian. Cung hit cộng với cung Phô. Vâng, có lẽ là tỷ số sẽ là 2-0. Vâng, như vậy tỷ số là 2-1. Tôi phải chuyển sang cái 2 không?